Dạ, xin chào tất cả mọi người, đây là Lisi Moto. Và những anh chị em mình mà tham khảo những dòng xe SH nhập á, SH hàng ba cục, thì ví dụ như 100 triệu thì rất là khó, 100 triệu mà xe zin thì rất là khó kiếm. Còn nếu anh chị mua xe đất đầu thì nó dưới 100 triệu có SH 125 hàng ba cục đó. Còn tầm cỡ 100 triệu đổ lên, 120, 130 thì anh chị có thể mua được hàng ba cục 150 và SH 125 nhập ý nguyên chiếc hàng 125 đó. Thì và 100 mấy triệu anh chị mua được xe zin, xe can 125 hàng ba cục. Thì đó là những chiếc xe mà nó tầm giá vừa phải, nó từ 100 đến 130 mà anh chị có thể mua được. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị tiếp theo về một chiếc xe 125 hàng ý nguyên con để mọi người tham khảo nha. Mời mọi người. Dạ rồi, đây là chiếc xe hàng 125, hàng ý 125 nha anh chị. Xe này thì hôm qua nó vàng áo màu trắng, nhưng mà tại vì em bán chiếc 125 hàng ba cục rồi. Hai chiếc 125 hàng ba cục, một chiếc hồ sơ cầm tay và một chiếc có biển số sẵn, thì hai chiếc em bán hôm qua luôn rồi. Đây, thì đổi vàng áo màu đỏ qua xe này. Con xe này là hồ sơ cầm tay. Vỏ thì vỏ mới nha anh chị. Đây, đĩa dùng rồi, dĩa mới hết. Đó, anh chị thấy nè. Đây là những cái ốc tán của heo dầu này kia, các thứ còn mới tinh hết nha. Sơn này thì mình có làm lại rồi, nó cũng không còn cái chất zin, cái mí này cũng còn chất zin rồi nha. Nhưng mà sơn thì có dặm tuốt lại rồi, thì em báo dặm tuốt lại rồi cho anh chị thôi. Rồi, vỏ thì đi vỏ trước cặp vỏ Duro, kèn ở trong cũng rất là đẹp. Vàng áo này thì vàng áo đỏ đen sporty, hai con ốc tán đồ này kia cũng còn rất là đẹp nha anh chị. Đây thì cái cục máy sẵn em mở ra rồi, thì em quay cho anh chị xem luôn. Đây là cái cục máy 125 hàng ý nguyên con, trao thì trao zin chưa mở, cũng còn rất là đẹp nha anh chị. Gia yên nè, gia yên thì chỉ đỏ anh chị thấy ha, đèn đuốc phía sau rồi cũng rất là đẹp nha. Đây, số máy là GF14E 104. Thì 104 mà hàng 125 á thì nó đã là 21 rồi. Còn hôm bữa em quay cho anh chị chiếc 106 á, nó là 22 rồi. 106 nó giống như là 2 số 1 rồi. Cái 107 nó hết đời. Đó. Phục này thì cũng còn mới nha anh chị. Đó. Thì hầu hết những cái chi tiết này là dặm tuốt hết rồi. Báo rõ ràng cho anh chị luôn. Để khi mà anh chị xem xe thì khỏi lăn tăn. Đó, một cặp Duro mới tinh nha. Đó. Chị thấy nè. Cặp Duro mới nha. Cái mâm lửa cho anh chị xem. Đây, cái mâm lửa 21 vẫn còn rất là đẹp. Ốc tán nó đều màu hết. Chị thấy ha, rất là đều màu nha. Ốc gấp rồi ốc keo máy các thứ cũng còn đẹp quá trời. Đây, cuộn đĩa sau gấp. Thì em sẽ gỡ thùng ra cho anh xem phía trong nó sẽ như thế nào nha. Đây. Đó, gỡ một tay, quay một tay luôn. Đây, bên trong anh chị xem nè. Đây là cái nắp bình xăng, cái bát bình xăng lớn, dây nhựa rồi còn y nguyên hết, chưa có đụng chạm gì hết nha anh chị. Ốc tán nè. À, hôm qua có một chú kia em coi viết 108, ông nói là sao mà thấy con xe ở ngoài, con quay trên cái clip nó nhỏ dữ vậy, ở ngoài thì nó bự mà sao trên con quay trên clip nó nhỏ dữ vậy. Kêu giờ ông quay xa ra cho chú mới thấy rõ toàn bộ con xe đó. Xong rồi em mở cái này ra, em quay ở trong cho chú kêu ủa sao con ốc này con
con quay nhà clip nó thấy nó bự lắm mà sao này nó nhỏ dữ vậy. Đó. Thì tại vì quay gần lên cho anh chị mới thấy ốc tán này kia nó như thế nào đó, nó còn zin hay không thì mới quay gần cho anh chị xem. IC đồ zin hết nha, IC zin nha, 982 sạc đồ còn zin nè, sạc rắc là còn zin hết, chưa có đụng chạm vô. Đó. Xe này thì nó rất độc rồi. Anh chị thấy ngoài rồi nó cũng còn rất là đẹp nha, ở trong xe rồi bát rồi cũng còn rất là đẹp, nó không có xuất sắc lắm nhưng mà xe nó đẹp, nó đều. Chứ còn gọi là nếu mà để xe mà nó đi nhiều rồi thì nó xấu và nó không có đều màu như thế này. Đó. Thì con này 125 hàng ý nguyên con, em đang bán với giá là 120 mấy triệu, nó rẻ hơn cái con 106 xe Ken kia. 106 xe Ken thì em bán 130 mấy triệu, con này 120 mấy triệu thôi. Đó thì anh chị mình mà có nhu cầu về xe ý 125 mà bán xe mà vừa phải, giá tiền vừa phải thôi, nó tốt hơn cho anh chị khi mà anh chị mua xe trải nghiệm, anh chị chơi cho biết đó. Thì một thời gian thì mình đi những cái mẫu xe này rồi, rồi mình sẽ đi những cái mẫu xe khác nó cao hơn đó. Thì anh chị vừa ý thì anh chị mình alo em nha, số điện thoại em là 0979 570 189 và em là Trung Nguyễn nha anh chị. Vậy thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu mình để xem hết clip này. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo của Lee Sivomoto. Chào mọi người.